rim lùng 98 nha anh em. Xe 4 số 9 chủ. Đó, mua hồi xưa tới giờ luôn. Máy móc nguyên zin nha. À, bạc sơn nguyên zin. Lần thần chốc chốc theo thời gian. À, cho anh em coi cũ máy. Con này mua về đi chợ là bao luôn. Anh em nhà có ông bà già sắm cho một con đi chợ thì thôi luôn. Ông bà già rất là khoái luôn nha. Giá 18 triệu 500 ha. Xe này like cable rồi nha. Giá quá tốt cho một con xe Nhật. Máy quá máy. Xe này đó mua biết bao nhiêu tiền vàng rồi nói anh em. Ha, 598. Đuôi điếc không một mọt. Về là đi. Máy hết điếc máy. Cho ông bà già đi chợ một cái thì thôi. Rồi, anh em nào quan tâm thì liên hệ bên shop em để ủng hộ nhé. Đó, xe thì cắt xe y như phép quay đó. Còn như này bạc sơn gì đó, anh em muốn về làm hay cứ gì đó là thích chơi thì chỗ nào cách chơi ha. Bây giờ chơi xe nó dễ rồi, không khó khăn như hồi xưa đâu. Đó, muốn sơn thì sơn, muốn để zin những zin tùy nè. À, quan trọng máy móc chưa có đụng chạm gì hết. Đó. Ghê chứ, năm 199 mấy giờ máy nổ chắc nịch, có một tiếng động lạ ha. Bình kèn đề nhan chớp đầy đủ, đi đẹp mét luôn. Đó. Xe này là xe đi chợ mà, xe của các bộ lão đi chợ phải chắc mới được. Rồi, ok. Cảm ơn anh em đã xem video.